Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 209 người giảng lão hòa thượng Tình không xin mời mở quyển kinh khoa hội tờ thứ 28 kinh văn hàng thứ nhất Phán khoa Quán pháp thường tịch Xem cái đoạn này Cái đoạn này Cũng chỉ có 8 chữ Quán pháp như hóa Tam muội thường tịch hai câu phía trước nhị lợi hành đoạn thứ nhất trang nghiêm chúng hạnh quỷ phạm cụ túc đây là từ trên sự mà nói sự là hình tướng rất là quan trọng nếu như chỉ có sự mà không có lý tu hai câu này là phước báo hữu lậu tam giới nếu như đạt lý tương ưng với lý phước đức thế gian Liền biến thành công đức của suốt thế gian Quả báo này liền không thể nghĩ bàn Lý Chính là ngày nay Chúng ta đọc hai câu này Quán pháp như hóa Ta muội thường tịch Tiếp theo sau Đoạn Kinh văn Thứ ba Thiện hộ khẩu nghiệp Bất cơ tha quá Thiện hộ thân nghiệp Bất thất oai nghi Thiện hộ ý nghiệp Thanh tịnh vô nhiễm Ở trong cái khoa này Có thể nói Thế Tôn Ngày đêm tổng cương lĩnh 49 năm Cả đời Thuyết giáo ở ngay chỗ này Chúng ta tuyên bố ra Cho nên Mười câu kinh văn này Rất là quan trọng Nhất định Phải ghi nhớ Rất kỹ Mỗi giờ mỗi phút Gặp được cảnh giới Đều có thể đề khởi lên được hai câu phía trước chính là tổng đề mục hiện tại chúng ta dùng giảng kinh học vi nhân sư hành vi thế phạm quỷ phạm chính là mô phạm quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với xã hội hiện đại. Thế suốt thế gian đại thánh đại hiền. Không ai không chú trọng cơ hội giáo dục. Cơ hội giáo dục. Mỗi lúc, mỗi nơi không hề gián đoạn hiện rõ ra tâm bồ tát lợi ích chúng sanh nguyện vọng lợi ích chúng sanh đích thực rõ ràng như trong phổ hiền hạnh nguyện phẩm đã nói không có mệt mỏi quỷ phạm Chính là Đời sống Bình đẳng Pháp tắc đối nhân sự thế tiếp vật Cái pháp tắc này Không thể thay đổi Không thể khiếm khuyết Cho nên gọi là cụ túc cái pháp tắc này là siêu diệt thời gian siêu diệt không gian nếu như trái giới pháp tắc này tai nạn liền hiện tiền người xưa trung quốc hiểu được người hiện đại xem thường chúng ta tỉ mỉ quan sát phản tỉnh giáo huấn của cổ thánh tiên hiền hán võ đế đem chế định quỷ phạm giáo dục hơn hai ngàn năm mãi đến triều nhà thanh ngay trong khoảng thời gian đó thay triều đổi ngôi rất nhiều lần điển chương văn vật chế độ cũng đều có cải cách người mông cổ vào làm chủ trung quốc mãn thanh vào làm chủ trung quốc chế độ thì thay đổi tương đối lớn thế nhưng quỷ phạm giáo dục của cổ thánh tiên hiền trước sau không hề thay đổi Chúng ta tưởng tượng đây là đạo lý gì? Tại vì sao hán võ đế chế định chánh sách giáo dục có thể kéo dài hơn 2.000 năm mỗi một triều đại đều tuân thủ đều không dám thay đổi Việc này rất đáng được chúng ta suy xét rất đáng được chúng ta phản tỉnh Đến khoảng năm dân quốc Mới hoàn toàn Đêm đó phế bỏ Cho rằng Cái thứ này của chúng ta Quá già rồi Quá xưa cũ Mục nát rồi là công cụ thời chuyên chế đế dương thống trị nhân dân hiện tại thời đại thay đổi chế độ bị lật đổ chế độ chuyên chế bị lật đổ hiện tại là dân chủ tự do mở rộng toàn bộ tây hóa người tây dương đều là tốt lão tổ tông trung quốc lưu truyền lại không có thứ nào là thứ tốt cho nên đã đảo khổng gia điếm đem văn hóa cổ xưa của chúng ta xem thành rác rưởi mang nó bỏ đi dân quốc đến hiện tại cũng có tám chín chục năm rồi tám chín chục năm này người trung quốc chúng ta trải qua đời sống như thế nào nếu như đem điển tích cổ xưa tỉ mỉ mà đọc qua chúng ta ngày nay trải qua đời sống không bằng đời xưa cổ đại giáo dục luân lý đạo đức quỷ phạm tư tưởng hành vi của người việc này rốt cuộc là thiện hay là bất thiện rất đáng được người hiện đại chúng ta khảo nghiệm mới lại nếu như mọi người chúng ta đều cho rằng người thời xưa sai nghĩ sai nói sai cũng làm sai rồi thế nhưng vào thập niên 70 Thời đại năm 1970 Người Trung Quốc chúng ta ngưỡng mộ người nước ngoài Hiện tại người nước ngoài nói Tiến sĩ Thang ân tỷ nước Anh nói Ông nói nếu muốn giải quyết vấn đề Xã hội thế giới của thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc Và Phật Pháp Đại Thừa Người Trung Quốc chúng ta không cần Hiện tại người nước Anh Nhặt được xem thành bảo bối Ba năm trước Đại học Trung học Tiểu học của nước Anh Đều lấy học thuyết khổng mạnh Cùng Phật Pháp Đại Thừa Để vào trong sách Của trường học họ chăm chỉ học tập tiếp theo úc châu sẽ tiếp bước úc châu vào hai năm trước sách giáo khoa trong trường học cũng chọn dùng kinh phật Chúng ta chính mình hiện tại Vẫn chưa giác ngộ Cũng có số ít người Ở Trung Quốc, Đại Lục, Đài Loan, Malaysia Tôi đều xem thấy Đầy sướng trẻ nhỏ đọc kinh Số ít này là người giác ngộ biết được Nếu không tìm lại quỷ phạm Của cổ thánh Tiên hiền Mong muốn xã hội An định Thế giới hòa bình Nhân dân hạnh phúc Vì thì vô cùng khó khăn Nền tảng của an định hòa bình hạnh phúc Đích thực vẫn là quỷ phạm của người xưa chúng ta nghĩ xem đúng hay không người hiện tại đối với những thứ của người khác luôn là không phục Luôn là muốn phản kháng Chúng ta tại vì sao Phải học với khổng lão phu tử Người thông thường không gọi là khổng lão phu tử Gọi là khổng lão nhị Tại vì sao phải học với khổng lão nhị Tại vì sao phải học với thích ca mâu ni Phật Cái ý này nói là Tại vì sao không học với tôi Cái quan niệm này là sai lầm Khổng lão phu tử đã nói Không có câu nào là của chính mình Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Cũng không phải là của chính Ngài Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Phu tử đã nói Phu tử Ngài đã nói rất rõ ràng Ông cả đời dạy học Là thuật nhi bất tác Cũng chính là nói Ông đã nói đều là Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Chính mình không có thêm vào một chút ý kiến nào ở trong đó Vì thì chúng ta muốn phản đối Khổng phu tử không có chỗ nào phản đối được ông Vì không phải của ông Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Nói Pháp 49 năm Cũng không phải là của chính Ngài Chúng ta xem thấy trong số sao Của Đại sư Thanh Lương Thanh Lương nói với chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời đã nói Đều là của cổ Phật đã nói không phải là của chính Ngài Ngài cũng giống như Khổng lão phu tử vậy Cũng là thuộc nhi bất tác Chân thật cự khôi Cổ thánh tiên hiền Vậy chúng ta Chính mình không có sáng tác Đều là Tổ thuật Của người xưa Vậy đồ của người xưa Từ đâu mà có cũng không phải từ chính mình có được Quyết không phải là từ tư tưởng của chính mình Phân biệt của chính mình Không phải từ đây mà ra Việc này ở trên Kinh Phật Nói với chúng ta rất rõ ràng Phạm hệ là thứ trong tư tưởng của chính mình Thứ ở trong phân biệt Đều là sai lầm Đều là có vấn đề thứ của chư Phật Bồ Tát không phải từ trong tư tưởng mà ra, là từ trong tâm tánh mà ra. Tư tưởng mỗi một người không như nhau. Anh có tư tưởng của anh, tôi có tư tưởng của tôi, anh ấy có tư tưởng của anh ấy, không như nhau. Từ tâm tánh thì là hoàn toàn như nhau, không hề khác nhau. giống như phu tử đã nói tánh tương cận tập tương viễn ở trên kinh phật, phật nói được rất rõ ràng tánh mọi người như nhau không chỉ như nhau là cùng một tánh trong nhà phật đối với chúng sanh hữu tình gọi là phật tánh tất cả chúng sanh đều có phật tánh ngày nay chúng ta gọi là động vật mỗi kiến đều như nhau phật tánh của chúng sanh cùng phật tánh của như lai là một tánh tuyệt đối không phải hai tánh do đây có thể biết giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không luận là thế gian thánh nhân xuất thế gian thánh nhân giáo huấn của các ngài đều là tánh đức trong tự tánh không phải tư tưởng của một người nào không phải một người nào cho rằng phải nên làm như vậy bởi vì nó là tánh đức tánh đức vĩnh hằng bất biến bạn muốn biến nếu như bạn muốn thay đổi tai nạn liền đến đồng tu học phật đối với kinh tạng nếu có trình độ lướt qua tương đối lời nói này bạn hiểu bạn có thể thể hội bạn có thể tường tận do đây có thể biết cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta ở trung quốc thấy xuất thế gian thánh nhân vậy chúng ta nguyên lý nguyên tắc hoàn toàn giống nhau không hề khác biệt giống như tam phước điều thứ nhất trong quán kinh đã nói hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Các vị thử nghĩ xem Khổng lão phu tử Có phải là dạy thứ này không? Mạnh phu tử Có phải là dạy những thứ này không? Chư Phật Bồ Tát Có phải là dạy những thứ này không? Hiện tại Cái giảng đường này Chúng ta mỗi một lần Chủ Nhật Chính tôn giáo Singapore Đều đến nơi đây để giảng đạo cái gì nghe qua những gì họ nói có phải cũng là vậy những thứ này không có ngoại lệ hiếu thân tôn sư từ tâm bất xác thập thì nghiệp đạo là tánh đức không phải tư tưởng của người nào không phải chủ ý của người nào tự tánh vốn dĩ đầy đủ tự tánh vốn dĩ như vậy cho nên ở trong phật pháp gọi là thành phật thành phật thành cái gì hồi phục tánh đức mà thôi cho nên trên kinh lăng nghiêm mới nói viên mãn bồ đề quy vô sở đắc Bạn cho rằng thành Phật thật có sở đắc à Không có đắc gì Chẳng qua là Đem tánh đức viên mãn hồi phục lại mà thôi Quyết định không có một pháp nào Mới được có từ bên ngoài Không hề có Nếu như chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này Đối với tu học của Phật pháp, bạn mới chịu thật là. Vì sao vậy? Đích thực là hướng vào trong tự tánh mà cầu, không phải hướng ngoài tâm cầu pháp. Cho nên Phật pháp gọi là nội học. Đạo lý chính ngay chỗ này. tổng kết của hai câu nói này chính là ở mọi lúc vào mọi nơi nếu như chúng ta muốn giống như chư phật như lai vì tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt khởi tâm đồng niệm là tấm gương tốt của chúng sanh lời nói việc làm cũng là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh nếu như chỉ có trên hình thức làm ra tấm gương rất tốt tâm không nhập lý vừa rồi mới nói đều là thuộc về phước báo của thế gian danh từ trong phật kinh gọi là phước báo hữu lậu tam giới do đây có thể biết nhập lý khế nhập tính lý. Đây là nâng cao lên một cấp. Đây chính là tiếp theo hai câu nói này quán pháp như hóa. Quán là tác dụng của trí tuệ dùng trí tuệ chân thật quán sát tất cả pháp thế xuất thế gian chúng ta thông thường đem nó quy nạp thành tất cả người tất cả việc tất cả vật tất cả hiện tượng không thể dùng vọng tưởng dùng vọng tưởng sai rồi phạm phu nói dùng tâm đó là tâm vọng tưởng đó là tâm sanh diệt cái gì gọi là tâm sanh diệt ý niệm ý niệm trước đã diệt thì ý niệm sau lại sanh cái tâm này gọi là tâm sanh diệt tâm sanh diệt là vọng tâm không phải là chân tâm trong tâm sanh diệt Không có trí tuệ Có cái gì? Có cái là hư tình giả ý Cho nên họ nghĩ cái gì? Suy nghĩ cái gì? Toàn là giả Không nên cho là thật Cho là thật Thì bạn thiệt thòi ngay Thì bạn bị lỗ Họ nói họ rất ưa thích bạn Bạn nghe rồi gật gật đầu Giả thôi, không phải là thật qua một lát thì tâm của họ liền thay đổi nếu bạn nghe họ nói chán ghét bạn hận bạn bạn cũng đừng tức giận cũng là giả qua một lát thì họ liền quên hết biến uyển vô thường cái tâm này không đáng tin chủ ý nghĩ trong cái tâm này vậy thì làm sao được tánh đức là vĩnh hằng không thay đổi mới có thể tin được phật bồ tát là người chứng được tánh đức ngôn ngữ của họ tạo tác của các ngài không phải từ trong tư tưởng của họ hiển hiện ra là từ trong tánh đức tự nhiên lưu lộ ra vĩnh hằng không thay đổi vì mới có thể được gọi là quỷ phạm chúng ta tỉ mỉ quan sát tất cả người sự vật những hiện tượng này có phải là thật hay không đều không phải là thật Trên kinh doanh dùng một chữ Dùng một chữ Pháp Chúng ta đem nó Nói thành bốn sự việc Các gì dễ hiểu một chút Hóa là huyển hóa Chính là trên Kinh Kim Cang nói Mộng huyển bào ảnh Nó không phải là thật Trên Kinh Kim Cang nói rất hay Tất cả hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Cái gì gọi là pháp hữu vi Bồ Tát Thiên Thân Trong Bách Pháp Minh Môn Luận Đem tất cả Pháp Thế xuất thế gian quy nạp thành một trăm pháp gọi là bách pháp trong một trăm pháp này lại phân thành năm loại lớn loại thứ nhất tâm pháp đây là tâm của phàm phu sáu cõi nói ra tám cái trong phật pháp chúng ta gọi là tám thức Tám thức tâm vương Tâm nó ra tám cái Sau đó tiếp theo nói Tâm sở pháp Tâm sở pháp có 51 cái 51 loại Tâm sở là cái gì? Là tác dụng của tâm Chính là tám thức khởi tác dụng Nó có những tác dụng nào? tâm tâm sở còn có một bất tương ưng hành pháp đây cũng là thuộc về tâm lý người hiện tại chúng ta gọi là khái niệm trừu tượng bất tương ưng hành pháp này là khái niệm trừu tượng nó không phải là tâm pháp nó cũng không phải là tâm sở pháp nó cũng không phải là sắc pháp thế nhưng nó là từ trong tâm tâm sở sắc pháp biến hiện ra nó không thuộc về ba loại này thế nhưng không rời khỏi quan hệ với ba loại này gọi là bất tương ưng hành pháp Loại thứ tư, sắc pháp Sắc pháp ngày nay chúng ta gọi là vật chất Ba loại phía trước là nói tinh thần đây là vật chất Bốn loại này Tổng cộng 94 pháp Đều gọi là hữu vi pháp Hữu vi Chính là có sanh có diệt Là thuộc về pháp sanh diệt Pháp sanh diệt thì không phải thật các vị phải nên biết chân thật là không sanh không diệt. Pháp sanh diệt gọi là pháp hữu vi, không sanh không diệt gọi là pháp vô vi. Cho nên sáu điều phía sau là pháp vô vi. Phía trước có bốn loại lớn pháp hữu vi, hợp lại là năm loại. Đây là đem Pháp Thế xuất thế gian Thấy đều bao gồm ở trong đó Nếu chúng ta nghĩ tưởng Lời của Phật nói có đạo lý Có sanh có diệt là giả Không sanh không diệt là thật Ở trên cái thân người của chúng ta Ở trên thân chúng ta Bộ phận nào là Pháp hữu vi Bộ phận nào là Pháp vô vi Chính mình phải rõ ràng Pháp hữu vi có sanh có diệt Là thuộc về mộng huyễn bào ảnh Còn có pháp vô vi không sanh không diệt đó là chân tâm thường trụ nó là tự tánh kinh lăng nghiêm rất nhiều đồng tu đều đọc qua đây là một bộ đại kinh khai trí tuệ của nhà phật người xưa thường nói thành phật pháp hoa khai trí tuệ là lăng nghiêm Thế tôn ở trên hội lăng nghiêm nói rõ những chân tướng sự thật này, có không ít người nghe hiểu, tương tận rồi. Phật nói với chúng ta, cái gì là chân tâm của chúng ta? Cái gì là vọng tâm của chúng ta? Nếu như tu hành, ngay cái này cũng không thể phân biệt được thì bạn khó rồi. Phạm phu chúng ta dùng là tâm gì? Dùng là tâm ý thức tâm là a lại gia ý là mạt na thức là đệ lục ý thức phạm phu đều dùng cái tâm này cái tâm này gọi là tâm sanh diệt đệ lục ý thức phân biệt đệ thất thức mạt na chấp trước để bác thức vọng tưởng, chúng ta dùng là vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền phức ở ngay chỗ này, cho nên tu hành như thế nào đều không có biện pháp thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Do nguyên nhân gì sáu cõi luân hồi là vọng tưởng phân biệt chấp trước? biến hiện ra Bạn vẫn dùng cái tâm này Bạn làm sao có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Phật dạy Bồ Tát Nếu bạn muốn siêu diệt sáu cõi luân hồi Bạn phải dùng chân tâm Bạn không thể dùng vọng tâm Chân tâm là pháp vô vi Không có sanh diệt Chân tâm ở chỗ nào? Trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói với chúng ta Chân tâm chính là căn tánh Của sáu căn chúng ta Ở mắt thì gọi là tánh thấy Ở tai thì gọi tánh nghe Ở mũi thì gọi tánh ngửi Ở lưỡi thì gọi là tánh nếm Căn tánh của sáu căn đây là chân tâm thường trụ chỉ cần bạn biết dùng chân tâm ta không dùng nhãn thức thấy ta dùng tánh thấy để thấy tánh thấy chính là thấy sắc tánh trong tông môn thường gọi là minh tâm kiến tánh thì ra sự việc chính là như vậy người đại triệt đại ngộ họ mở đôi mắt ra thì họ dùng tánh thấy thấy sắc tánh cùng cảnh giới của chư phật như lai pháp thân bồ tát như nhau dùng tánh nghe để nghe tánh âm thanh phương pháp bồ tát quán thế âm tu hành Phản văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Họ hiểu được Chỉ có tánh chân thật Tướng là giả Tám thức 51 tâm sở 21 cái không tương ưng Đều là tướng phần biến hiện ra Ở chỗ này Phật dạy cho chúng ta Quán pháp như hóa Bằng tỉ mỉ quán sát Không những thứ này là mộng huyễn bào ảnh chắc chắn không phải sự thật những hiện tượng này từ đâu mà có phật nói với chúng ta từ tâm tưởng sanh tâm tưởng chính là thức Trong tâm tưởng có thuộc về cá nhân chúng ta Trên kinh gọi là Biệt nghiệp vọng kiến Kiến chính là kiến giải của bạn Tư tưởng của bạn, kiến giải của bạn Vọng là hư vọng từ trong kiến giải tư tưởng của bạn Biến hiện ra cảnh giới hư vọng cá biệt. Ngoài cá biệt ra, còn có một phần đồng phân vọng kiến. Là mọi người chúng ta cộng đồng. Cũng chính là nói ta có loại vọng tưởng phân biệt chấp trước này, bạn cũng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta hai người vọng tưởng phân biệt chấp trước như nhau, cho nên liền xem thấy cảnh giới là như nhau. nếu như chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước khác nhau tôi thấy được bạn không thấy được khi bạn xem thấy họ không xem thấy biệt nghiệp vọng kiến hôm qua chúng ta ở đây trả lời câu hỏi có một số đồng tu hỏi đến họ ở niệm phật đường niệm phật Cảm thấy dường như có người lấy cành cây ra qua ra lại trên thân họ. Hơn nữa còn nghe được âm thanh. Đây là biệt nghiệp của họ, kiến vọng. Người khác xem không thấy, chỉ họ có cảm nhận được, người khác không có cảm giác. Cũng có người ngồi thiền khi vừa vào định ngày trước tôi ở đài bắc cư sĩ giảng phong văn học thiền khi ngồi thiền thì thấy thập điện diêm dương xem thấy diêm dương xem thấy quỷ nhỏ thấy được rất là rõ ràng ông nói dáng dấp của họ đều không cao rõ ràng tường tận người bên cạnh ông đều không xem thấy biệt nghiệp vọng kiến mọi người đều đồng thời xem thấy đồng phân vọng kiến toàn là hư vọng không phải chân thật cho nên phật làm cho chúng ta một tổng kết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nếu bạn hiểu rõ chân tướng sự thật này sau khi chân tướng tường tận bạn sẽ không còn ở trên vọng tướng khởi phân biệt chấp trước vậy thì đúng rồi cũng giống như chư phật bồ tát vậy Cho nên chúng ta nhất định phải nên biết Cảnh giới trước mắt chúng ta Tuyệt đối không phải thật có Cái có này gọi là giả có Danh từ trong Phật Pháp gọi là diệu hữu Gọi là huyễn có Diệu hữu thì không phải thật có Bạn không thể nói nó không có Bạn cũng không thể nói nó có Bạn nói nó không có Nó có tướng bạn nói nó có Cái tướng này là giả Không phải là thật Đương thể tức không Liệu bất khả đắc Cần phải nhận biết rõ ràng Sau đó bạn mới chịu Vạn duyên buông xả Lời nói này không thể nghe sai Người nghe sai có Không phải không có đem vạn duyên buông xả câu nói này nghe sai rồi tốt rồi công việc của họ cũng không chịu làm đời sống thế nào cũng không cần vấn đề liền xuất hiện ngay Trung Quốc đại lục có người viết thư gửi cho tôi ông nói pháp sư tôi nghe lời của ông tôi cái gì cũng buông xả công việc không làm hiện tại tôi không có tiền đời sống thành vấn đề phải làm sao đây vạn duyên buông xả ý nghĩa là đối với hiện tượng của tất cả người sự vật thế gian vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả sinh hoạt vẫn cứ phải sinh hoạt làm việc vẫn cứ phải làm việc thù đáp vẫn cứ là thù đáp không phải dạy bạn buông xả những thứ này sự không có chướng ngại trên kinh hoa nghiêm nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại có thể thấy được không có chướng ngại nếu bạn đem phòng ngại chướng ngại buông xả chướng ngại là gì là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn những thứ này có chướng ngại Nhiều một việc không bằng ít một việc Ít một việc không bằng không việc Đây đều là tổ sư để đức dạy cho chúng ta Đúng hay không vậy? Đúng Vậy chúng ta ở ngay trong cuộc sống Tùy duyên mà không phan duyên Phan duyên là đa sự Đa sự thì là phiền não tùy duyên thì thanh tịnh tóm lại mà nói một câu không luận bạn làm sự việc gì chỉ cần bạn có thể giữ gìn chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi thì hoàn toàn chính xác đây là đạo bồ tát đây là bồ tát hạnh nếu như ở trong sinh hoạt làm việc thụ đáp qua lại không chân thành không được thanh tịnh không được bình đẳng mê hoặc điên đảo tự tư tự lợi là sai rồi đây là hạnh gì vậy đây không phải là bồ tát hạnh hạnh luân hồi Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi Đời sống của bạn là nghiệp luân hồi Công việc của bạn là nghiệp luân hồi Bạn đối nhân xử thế tiếp vật Đều là nghiệp luân hồi Nghiệp luân hồi vốn dĩ không có Bạn đem nó cho là thật Cho rằng nó có Tạo nghiệp luân hồi Thế là hiện tượng luân hồi liền hiện tiền Đây chính là sáu cõi Làm thế nào cũng không ra khỏi sáu cõi Cái vấn đề này Nếu như không gặp được Phật Bồ Tát Chúng ta vĩnh viễn không cách gì tường tận Vĩnh viễn cũng không cách gì Thoát khỏi sáu cõi luân hồi cũng xem là chúng ta rất may mắn Có thể gặp được Phật Pháp Gặp được Phật Pháp Đại Thừa Sau khi gặp được Điều kiện thứ nhất phải tin Phải có lòng tin đối với nó Điều kiện thứ hai phải lý giải Ở trên Kinh Phật thường hay dạy chúng ta Thâm giải nghĩa thú bạn giải được càng sâu càng tốt Giải được thấu triệt Hành vi đời sống của bạn liền được đại tự tại Hành Phật sở hành Họ làm sao không tự tại được ngay trong cuộc sống thường ngày làm vô số thị hiện mục đích đều là độ hóa chúng sanh dạy bảo chúng sanh ám thị chúng sanh làm cho họ có thể lĩnh hội làm cho họ có thể giác ngộ Làm cho họ có thể quay đầu Từ tâm luân hồi Phát tâm Bồ đề Từ sáu cõi quay đầu Hành Bồ Tát Đạo Vì thì chính xác quán Cũng chính là hiện tại chúng ta đã nói Vũ trụ quan Nhân sanh quan Cũng chính là nói Bạn đối với tất cả người sự vật Đối với cách nhìn Cách nghĩ của vũ trụ Chính là cái ý này Cách nhìn của Phật Bồ Tát chính xác Cách nhìn của chúng ta là sai lầm Kinh Kim Cang rất hay Văn tự không nhiều Nó được rất thấu triệt Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Ba tâm không thể được Tâm quá khứ không thể được Đã đi qua rồi Tâm hiện tại không thể được Nói hiện tại, hiện tại liền đã đi qua Tâm vị lai không thể được Đây là nói năng đắc Năng đắc không thể đắc Bạn sở đắc Là cảnh giới Năm dục sáu trần bên ngoài Cảnh giới năm dục sáu trần Bao gồm thân thể của chính chúng ta Cái thứ này có thể được hay không? Nửa đêm ngủ sai Người ta đem bạn mang đi Bạn cũng không biết Bạn còn có thể được sao? huống hồ cái xác thân này Người hiện đại đều có cái ri thức này Thân thể của chúng ta là tổ chức của tế bào Cái tế bào này Từng giây từng phút Đều đang ở nơi đó sanh diệt Thân là vô thường Sát na sanh diệt Cho nên Các vị từ trong nhà đến nơi đây để nghe kinh Đến đây 2 giờ đồng hồ Hiện tại cái thân thể này của bạn Tuyệt đối không phải là cái thân thể Của hai giờ đồng hồ trước rồi Vì sao vậy Tế bào già Đã mất đi rất nhiều rồi Tế bào mới lại sinh ra không ít Cái mới thay cái cũ Mọi người phải ghi nhớ Người các vị đều biết sẽ già Già không phải 10 năm mà mười năm già Không phải mỗi năm, mỗi năm già Là sát na, sát na đang lão hóa Hiện tại chúng ta nói bạn dễ hiểu một chút Mỗi một giây, giây sau già hơn giây trước Bạn mới biết được Cái thân thể này là vô thường Cái thân này là sanh diệt Là giả không phải là thật Trong Phật Pháp nói chân giả định nghĩa của chân vĩnh hằng không thay đổi là thật chỉ cần nó sanh ra biến hóa chính là giả không phải là thật thân có thay đổi của sanh lão bệnh tử nó là giả không phải là thật ở trên kinh phật nói với chúng ta tánh thấy của chúng ta vĩnh viễn không thay đổi tánh nghe vĩnh hằng bất biến căn tánh sáu căn bất biến bất biến là thật nhãn thức sắc na sanh diệt Sát na thay đổi nhĩ thức cũng là sắc na sanh diệt thức là sắc na sanh diệt tánh không sanh không diệt cho nên đời nhà binh đại sư giao quan chú giải kinh lăng nghiêm Chú dạy của Ngài gọi là chánh mạch Lăng nghiêm chánh mạch Ngài nêu ra một chủ trương mới xã thức dùng căn Chủ trương này quyết định chính xác Hoàn toàn phù hợp Với giáo huấn của Thích Ca Mô Ni Phật Ở trên hội Lăng Nghiêm Là không sai Thế nhưng không có người nào có thể làm được Chú dạy về trước Đại sư Giao Quang Đại cái Đều là thuận theo Chỉ quán Của thiên thai Trong đây cũng có một nguyên nhân đại sư trí giả là người đầu nhà đường cuối nhà tùy vào lúc đó tây dược ấn độ có cao tăng đến trung quốc đến thăm diễn đại sư trí giả xem thấy đại sư trí giả cùng học trò giảng giải nguyên lý nguyên tắc tu hành Chính là tam chỉ tam quán của Tông Thiên Thai Pháp sư Ấn Độ Sau khi nghe rồi Vô cùng tán thán Họ nói Cái phương pháp này của Ngài Cùng trên Kinh Lăng Nghiêm Đã nói là hoàn toàn giống nhau Vào lúc đó Kinh Lăng Nghiêm chưa truyền đến Trung Quốc Cho nên người Trung Quốc liền biết được Trong Kinh Phật có một bộ Kinh Lăng Nghiêm Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a Cộng, gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật